Hôm nay thay mặt cho công ty VSV, tôi đi trình bày về cái mô hình hoạt động về vận hành của Việt Nam Silicon Valley tại Việt Nam được 5 năm nay rồi, đến ngày 18 tháng 10 này sắp sửa tổ chức 5 năm hoạt động tại Việt Nam. Một cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ấy, thì tại các nước phát triển thì đã rất là phát triển, nhưng riêng Việt Nam thì hiện tại từ năm 2014 cho đến giờ này chúng ta đã có rất là bước tiến rất nhiều về hỗ trợ và có các đối tác tham gia vào hỗ trợ cho khởi nghiệp. Như chúng ta thấy, vừa nếu lấy startup làm trung tâm thì có rất nhiều đối tác nó hỗ trợ cho cái khởi nghiệp. Bởi vì nếu mà thiếu một trong số các yếu tố đó thì khởi nghiệp rất khó thành công và rất khó có thể sống được. Ví dụ như là một trong số đó tổ chức thúc đẩy kinh doanh thì VSVA chính là cái tổ chức là ở đây. Ngoài ra thì có các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, đó là các cơ quan chính phủ của Việt, của nhà nước và các văn phòng chính phủ các nước, họ thường chúng ta hay gọi là các chính phủ viện trợ ODA hoặc các cái quỹ tài trợ Impact và các cái công ty cung cấp dịch vụ khác như là công ty cung cấp dịch vụ về tài chính, rồi là một số các công ty đại chúng khác, các tổ chức lớn mà họ có những khoản nguồn set up ra các cái quỹ đầu tư mạo hiểm như là Google hoặc là Facebook vân vân. Thế và các nhóm đầu tư thiên thần và các cái quỹ đầu tư mạo hiểm. Đấy, như chúng ta thấy là nếu mà trong một cái hệ sinh thái đổi mới khởi nghiệp thì có rất nhiều yếu tố. Trong đó thì hôm nay tôi xin phép trình bày là VSV thì là chỉ là tổ chức thúc đẩy kinh doanh là một trong số đó thôi. Nếu nói về VSVA thì VSVA là một trong những tổ chức hàng đầu tại Việt Nam là tổ chức thúc đẩy doanh nghiệp và hỗ trợ và đầu tư cho các startup từ năm 2015 cho đến nay. Thế thì chương trình hỗ trợ cho chương trình này được Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ. Và chương trình, nếu mà nói ra các quy trình và hoạt động của chúng tôi như nào đến cho đến ngày hôm nay thì các cái chương trình hỗ trợ cho thúc đẩy cho startup thì gồm có các chương trình bootcamp 4 tháng cho startup, rồi là xây dựng các cái trung tâm không gian làm việc chung mà chúng ta gọi là co-working và đầu tư vốn mồi. Và ngoài các chương trình chạy, trong quá trình chạy 4 tháng thì các startup sẽ có các cái cố vấn khởi nghiệp được làm việc và học cùng với các cố vấn trong 4 tháng. Và trong các thời gian 4 tháng đó, các startup sẽ được đào tạo rất nhiều từ mô hình kinh doanh tinh gọn, xây dựng kế hoạch kinh doanh một trang hoặc là chiến lược marketing và các kỹ năng pitching, gọi vốn đầu tư. Như các bạn thấy là ở đây các cái công ty, cái logo ở đây là một loạt tổng số một số các công ty startup mà VSVA đã đầu tư từ năm 2015 cho đến ngày hôm nay. Tổng số lên hơn 70 công ty tất cả, gần 100 công ty tất cả. Quy trình vận hành một cái vườn ươm của VSVA, một cái trung tâm hỗ trợ về đổi mới sáng tạo cho của VSVA như là chúng tôi gồm có 7 bước. Đầu tiên là một chương trình huấn luyện tập trung tại 4 tháng tại trung tâm cái gọi là co-working của VSVA, mà trước nữa chúng tôi sẽ mời các chị sang tham quan tại số 24 Lý Thường Kiệt. Thì tại đây thì các startup làm việc cùng với các cố vấn trong 4 tháng và đào tạo, thực hiện, xây dựng phát triển sản phẩm hoặc là các cái mô hình kinh doanh, xây dựng cho mô hình kinh doanh của mình, thậm chí điều chỉnh và đồng thời thử nghiệm tại thị trường. Và trong quá trình thực hiện 4 tháng này, trong quá trình thực hiện đào tạo 4 tháng thì các startup cùng làm việc với các cố vấn và các cái điều phối viên của chương trình vận hành này và sẽ cùng trao đổi thường hàng tuần và thậm chí có thể là hàng ngày. Thế sau đó thì là đưa ra các cái mốc chính để mà cộng tác startup cần phải đạt được và các cái công cụ để các startup có thể thực hiện được. Một cái tháng 4 tháng này là đào tạo rất là làm việc khá là căng thẳng và thời gian làm việc rất là dày. Đây là 7 bước cho một cái quy trình vận hành của trung tâm hỗ trợ cho startup của VSVA.